Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào mừng các con đã quay trở lại khóa học tiếng Việt lớp 4 của Việt Sách. Các con thân mến, trong tiết luyện từ và câu trước, các con đã cùng cô tìm hiểu về câu kể ai làm gì, và chúng ta đã biết rằng câu kể ai làm gì gồm có hai bộ phận là chủ ngữ và vị ngữ. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về bộ phận vị ngữ và cấu tạo của bộ phận vị ngữ trong kiểu câu này. Mời các con đến với tiết học vị ngữ trong câu kể ai làm gì. Tiết học ngày hôm nay của chúng ta có 3 hoạt động chính. Hoạt động 1, nhận xét. Hoạt động 2, ghi nhớ. Và hoạt động 3, luyện tập. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào hoạt động đầu tiên, hoạt động nhận xét. Chúng mình cùng thực hiện những nhiệm vụ mà phần nhận xét đưa ra. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Hàng trăm con voi tiến về bãi. Người các buôn làng kéo về nườm nượp. Mấy anh thanh niên khua chiêng rộn ràng. Các bà đeo những vòng bạc vòng vàng. Các chị mặc những chiếc váy thêu rực rỡ. Hôm nay, Tây Nguyên thật tưng bừng. Ở đây, cô đánh số cho các câu và trong đoạn văn này có tất cả là 6 câu. Các con lấy bút chì và đánh số câu vào trong sách giáo khoa. Việc các con đánh số câu như thế sẽ giúp các con dễ dàng theo dõi. Việc các con đánh số câu sẽ giúp chúng mình dễ dàng theo dõi hơn. Nhiệm vụ đầu tiên, tìm các câu kể ai làm gì trong đoạn văn trên. Trong tiết trước, các con đã biết cách xác định câu kể ai làm gì rồi. Chính vì vậy, tiết học này cô không nhắc lại nữa. Ở đây, trong nhiệm vụ 1, chúng ta tìm được 3 câu kể. Đó là câu 1, câu 2 và câu 3. Câu 1, hàng trăm con voi đang tiến về bãi. Câu 2, người các buôn làng kéo về nườm nượp. Và câu 3, mấy anh thanh niên khua chiêng rộn ràng. Tiếp theo, ta đến với hoạt động số 2, xác định vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được. Vậy ở đây, cô sẽ nhắc lại một lần nữa kiến thức về câu kể ai làm gì trong tiết trước. Trong tiết trước, chúng ta đã biết rằng câu kể ai làm gì gồm có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, đó là các từ ngữ chỉ người hoặc vật hoạt động. Và bộ phận chủ ngữ của câu kể ai làm gì sẽ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Bộ phận thứ hai của câu kể ai làm gì sẽ là vị ngữ. Đây sẽ là các từ ngữ chỉ hoạt động trong câu và trả lời cho câu hỏi làm gì. Vậy, dựa vào những đơn vị kiến thức này, chúng ta sẽ xác định vị ngữ cho 3 câu kể ai làm gì mà chúng ta vừa tìm được. Ở đây cô có bảng sau. Với câu hàng trăm con voi đang tiến về bãi, vị ngữ sẽ là đang tiến về bãi. Trong câu người các buôn làng kéo về nườm nượp, vị ngữ sẽ là kéo về nườm nượp. Trong câu mấy anh thanh niên khua chiêng rộn ràng sẽ là vị ngữ trong câu. Và các con thấy rằng về ý nghĩa, cả 3 vị ngữ của 3 câu này đều nêu lên hoạt động của người và vật trong câu. Tiếp theo ta đến với câu 4. Cho biết vị ngữ trong các câu trên do từ ngữ nào tạo thành. A. Do các danh từ và các từ kèm theo nó hay gọi là cụm danh từ tạo thành. B. Do động từ và các từ kèm theo nó, cụm động từ tạo thành. Và C. Do tính từ và các từ kèm theo nó, cụm tính từ tạo thành. Vậy vừa rồi các con thấy rằng sau khi chúng ta xác định được vị ngữ của các câu, chúng mình đã nêu được ý nghĩa của các vị ngữ đó. Đó là nêu hoạt động của người, của vật trong câu. Vị ngữ của câu ai làm gì là các từ ngữ chỉ hoạt động. Vậy ở đây chúng ta thấy rằng vị ngữ trong các câu trên sẽ là do các động từ và các từ kèm theo nó, hay gọi cách khác là cụm động từ tạo thành. Vậy phương án chính xác sẽ là phương án B. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong hoạt động nhận xét. Bây giờ chúng ta cùng đến với hoạt động số 2, hoạt động ghi nhớ, để rút ra những đơn vị kiến thức quan trọng trong tiết học ngày hôm nay. Thứ nhất là vị ngữ trong câu kể ai làm gì sẽ nêu lên hoạt động của người, con vật hoặc đồ vật, cây cối được nhân hóa. Thứ hai, vị ngữ có thể là động từ hoặc có thể là động từ kèm theo một số từ ngữ phụ thuộc hay còn gọi là cụm động từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng những đơn vị kiến thức này để giải quyết các bài tập ở trong hoạt động số 3, hoạt động luyện tập. Bài tập số 1, đọc và trả lời câu hỏi. Cả thung lũng giống như bức tranh thủy mặc, những sinh hoạt của ngày mới bắt đầu. Thanh niên đeo gùi vào rừng, phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Em nhỏ đùa vui trước sàn nhà, các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần. Các bà, các chị sửa soạn khung cửi theo đình chung.
A. Tìm câu kể ai làm gì trong đoạn văn trên. B. Xác định vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được. Ở đây cô cũng đánh số câu từ 1 đến 7. Các con cũng nên đánh số câu để chúng mình dễ dàng theo dõi và làm bài tập. Với nhiệm vụ A là tìm câu kể ai làm gì trong đoạn văn trên. Nhiệm vụ này thì chúng ta đã quá quen thuộc, chính vì vậy cô cũng sẽ không gợi ý mà các con sẽ tự tìm. Với câu B cũng thế, xác định vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được. Thì ở trong hoạt động nhận xét, cô đã vừa nhắc lại những kiến thức cơ bản về câu kể ai làm gì, về hai bộ phận trong câu kể ai làm gì rồi. Bây giờ các con hãy suy nghĩ làm bài tập này. Câu kể ai làm gì có trong đoạn văn sẽ là các câu 3, 4, 5, 6 và 7. Các con cùng kiểm tra lại đáp án, xem chúng mình có sót câu nào không. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ B. Đó là tìm vị ngữ cho các câu kể ai làm gì này. Với câu 3, thanh niên đeo gùi vào rừng, chúng ta đã biết rằng vị ngữ trong câu kể ai làm gì thường là các từ ngữ chỉ hoạt động và trả lời cho câu hỏi ai làm gì. Đồng thời, nó thường là động từ và cụm động từ. Vậy ở đây, vị ngữ trong câu 3, thanh niên đeo gùi vào rừng sẽ là đeo gùi vào rừng. Câu 4, tương tự như cách cô phân tích vừa rồi, chúng ta sẽ có vị ngữ của câu này, đó là giặt rũ bên những giếng nước. Câu 5, vị ngữ sẽ là đùa vui trước sàn nhà. Câu 6 sẽ là chụm đầu bên những ché rượu cần. Và câu 7 đó là sửa soạn khung cử. Như vậy chúng ta hoàn thành xong bài tập đầu tiên. Đến với bài tập số 2, ghép các từ ngữ ở cột A với các từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể ai làm gì. Cột A chúng ta có đàn cò trắng, bà em, chú bộ đội. Cột B chúng ta có kể chuyện cổ tích, giúp dân gặt lúa và bay lượn trên cánh đồng. Bài tập này cũng tương đối dễ, chính vì vậy các con hãy suy nghĩ để làm. Ở đây chúng ta sẽ có các câu kể ai làm gì như sau. Đàn cò trắng bay lượn trên cánh đồng, bà em kể chuyện cổ tích, bộ đội giúp dân gặt lúa. Và ở đây các con thấy rằng cột B chính là bộ phận vị ngữ của câu kể ai làm gì. Tiếp theo, bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay, bài tập số 3. Quan sát hình vẽ dưới đây, rồi nói từ 3 đến 5 câu kể ai làm gì, miêu tả các hoạt động của các nhân vật trong bức tranh. Ở đây quan sát bức tranh các con thấy rằng bức tranh này chúng ta đoán rằng có thể là diễn ra trong giờ ra chơi. Một số bạn thì đang ngồi đọc sách, báo. Có hai bạn thì đang đá cầu. Ở bên này có ba bạn nữ đang chơi trò nhảy dây. Vậy bây giờ cô sẽ đưa ra từ 3 đến 5 câu kể ai làm gì để miêu tả các hoạt động của các nhân vật trong bức tranh này. Các con có thể tham khảo. Bác bảo vệ đánh một hồ trống dài. Từ các lớp, học sinh ùa ra sân trường. Dưới gốc cây bàng già, bốn bạn túm tụm xem truyện tranh. Giữa sân, các bạn nam chơi đá cầu. Cạnh đó, mấy bạn nữ chơi nhảy dây. Như vậy ở đây, cô đã sử dụng 3 đến 5 câu kể ai làm gì để miêu tả các hoạt động của các nhân vật trong bức tranh này. Tương tự như cách cô làm vừa rồi thì chúng mình vận dụng để hoàn thành bài tập số 3. Bài tập số 3 cũng là bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.